chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Một số lớn những người Việt tha hương tị nạn và những người đang lê lết một cuộc đời cùng khổ, đầy bất công áp bức dưới chế độ cộng sản tại quê nhà, đều có những quãng đời là những cuộn phim mà không một cuộn phim nào giàu chiếm được hàng bao giải thưởng, cũng không sao so sánh bằng, là những tập truyện mà không một tập truyện nào giàu thuộc loại bán chạy nhất, cũng không làm sao qua mặt được. Những quãng đời đó giàu có thực sự được quay thành phim, viết thành truyện, cũng không bao giờ có thể lột tả nổi lên được tất cả những gì đã xảy ra chung quanh họ và những gì đã diễn ra trong lòng họ. Do đó, chỉ có chính họ là những người trong cuộc, là những chứng nhân, là những nhân vật trong cuộn phim, trong tập truyện của đời mình mới cảm nhận được tất cả những sự lo âu phiền muộn, những nỗi buồn xót xa căm nín, những niềm hy vọng mong manh thoáng chốc, những nỗi tuyệt vọng nào nề buông xuôi cho số kiếp, những sự sợ hãi kinh hoàng đến chết ngất, những cơn đói khát vật vã rã rời, những nỗi uất nghẹn đắng cay đến tột cùng, những nỗi tủi nhục tội tâm sâu thẳm, những nỗi mừng vui nghẹn ngào đầy nước mắt, những nỗi đớn đau quằn quại có lúc chất ngất trong lòng, có lúc ráy rứt kéo dài như vô tận. Quãng đời họ là những cuộn phim không cần đạo diễn dàn dựng, là những tập truyện không cần hư cấu bởi nhà văn, là những câu chuyện sống thực cùng với nhịp tim hơi thở và những cảm xúc của một đời người. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện của bác sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, anh bị Việt Cộng bắt đi tù cải tạo. Sau khi ra khỏi tù, anh dựng vợ cùng hai con chạy trốn chế độ cộng sản, đi tìm tự do. Sau 8 ngày đêm linh đinh trên biển thì thuyền gặp một đảo hoang. Khi thuyền vào đảo thì bị vỡ thuyền do chạm đá ngầm. Họ phải ở trên đảo hoang không có sự sống, nên họ phải ăn cả thịt người để kéo dài sự sống, và sau cùng được tàu Trung Hoa cứu họ. Câu chuyện có tiêu đề Đôi Mắt Phượng, tác giả Nguyễn Đạt Thịnh. Mời quý thính giả lắng nghe phần 1. Trước 5 giờ sáng hôm sau, trong bộ đồng phục thanh niên xung phong, tôi chở Phượng và đứa con gái trên xe đạp mà mấy tháng trước Phượng đã dùng để đón tôi ra khỏi nhà tù cải tạo của Việt Cộng. Mặc dù giờ hẹn là 8 giờ, nhưng tôi vẫn đi sớm để hàng xóm đừng để ý đến bộ đồng phục của tôi. Hơn nữa, Phương còn ghé Phú Nhuận để đón thằng Vinh. Mọi việc xuôi lọt và tương đối dễ dàng. 7 giờ sáng tôi đến điểm hẹn, nhiều người cũng mặc đồng phục y như tôi đã có mặt. Nhìn thái độ ngỡ ngàng dè dặt của họ, tôi hiểu họ cũng như tôi. Ngoài bộ áo xanh thanh niên xung phong, chúng tôi không xung phong làm gì hết. Phương bảo tôi, mình chờ ở đây, em qua Tân Thuận đón đò mẩy. Nhìn vợ chở hai đứa con trên chiếc xe đạp, ra sức đạp chiếc xe có két, tôi nghe đứt ruột. Nửa tiếng đồng hồ sau, tôi xuống tàu, chọn chỗ ngồi ngay bên hông, hy vọng giúp đỡ Phượng đưa con lên. Khoảng 8 giờ 45, tàu đến ngã ba sông Đồng Chanh, bốn chiếc đuôi tôm sạp lại, mọi người ồn ào giành leo lên. Tôi đỡ con gái lên tàu, rồi kéo Phượng, tay còn lại đưa thằng Vinh lên theo. Cuộc đổ bộ của khoảng 70 người lên tàu không những đã công khai, mà còn ồn ào hỗn loạn, tranh giành la lỗi. Hàng chục khách hương hồ
và ít nhất là bộ người tài công nuôi tôm đã chứng kiến và chắc chắn cũng đã biết mục đích của chuyến đi 10:30 tàu ra bến cửa biển Cần Giờ. Và trưa hôm đó, quê hương thương yêu chỉ còn là một vệt dài đậm hơn màu biển. Đến lúc này, các giới chức trên tàu mới hò hét chửi mắng những người vượt thoát lậu. Họ bảo chỉ dự trù lương thực và nước uống cho những người có ghi tên và có gọc vàng. Những người khác sẽ không có khẩu phần, phần ăn và nhất là phần nước uống ít ỏi của tôi. Chỉ chia làm 4 bao tử trắng, nhưng tâm tư vợ chồng chúng tôi tràn đầy hạnh phúc. Vợ tôi ngồi sát bên tôi, tay ôm thằng Vinh, con gái đầu ngồi với tôi. Đầu vợ chồng tôi đội chung một cái áo vừa làm nõn và mãi nhà, ngồi bỏ rò trong cái cảnh mà nếu được nhìn thấy chắc mọi người phải gọi là địa ngục trần gian. Vợ chồng tôi bàn chuyện thiên đàng mộng tưởng. Cái thiên đàng của chúng tôi rất giản dị, bất cứ nơi nào cho tôi được đem sức đàn ông ra đi làm và bất cứ việc gì để nuôi vợ nuôi con. Tôi bảo Phượng, anh sẽ làm việc làm ngày làm đêm để không bao giờ em và con còn phải chịu thốn khổn khổ nữa. Em thương mình, Phượng thủ thị bên tai tôi, không bao giờ em còn làm mình buồn nữa. Tất cả những cam kết hứa hẹn, dự tính đẹp như mộng ấy, chúng tôi đem ra làm thức ăn để đánh lừa cơn đói. Khẩu phần của tôi một bữa khoảng 2 chén cơm, chỉ vừa đủ cho 2 đứa con nhỏ. Phượng và tôi nhấp một đầu đũa để cầm hơi. Qua đến ngày thứ 3, vì quá đói, khi đi lạnh cơm, tôi thò tay vào nồi vừa bắp thêm một nắm cơm vừa nói, cho tôi xin thêm chút cơm. Một quả đấm bay vào mặt tôi. Yếu đuối sau 14 tháng bị giam cầm đói khổ, yếu đuối sau 3 ngày thiếu cơm thiếu nước, tôi tẻ ngay dưới sức mạnh của quả đấm trời giáng. Đủ mã quân ăn cướp, đã đi lậu mà còn đòi ăn nửa hạ. Quả đấm tuy đau nhưng tôi vẫn mừng vì cà men cơm chưa đổ, bưng cà men đầy cơm hơn, nhờ bóc thêm được một nắm về mãi liều to bằng manh ảo. Sung sướng nhìn Phượng được ăn thêm miếng cơm thứ nhì, tôi an ủi vợ, mình đi được 3 ngày rồi, nhiều lắm 2 ngày nữa cũng phải đến Thái Lan hay Mã Lai. Hẻo hắt cười, Phượng nhìn tôi. Tôi muốn thuyết phục cho vợ yên lòng, nhưng chính giọng nói của tôi cũng không vững. Mùi tàu vẫn hướng về phía nam. Điều làm tôi thắc mắc, mặc dù không có cả đến một tấm địa đồ nhỏ trong tay, nhưng tôi vẫn mường tượng được vị trí của Thái Lan và Mã Lai. Tôi góp ý với những người điều khiển tàu là nên cho mũi tàu chích thêm về hướng Tây Nam. Tôi chưa nói dứt lời, một ông bạn vợ gạt ngang, anh biết gì mà nói. Đến ngày thứ 5 của chuyện hải hành, vợ tôi lạ đi vì đói, vì mệt và say sẩm. Phương dựa vào thành tàu, mắt nhắm nghiền, đầu gục xuống. Tôi van xin ông ngồi cạnh nửa thước khoảng trống để vợ tôi có thể ngả lưng trong thể nằm co quắp. Tôi mò xuống bếp tản tình xin phù việc. Khoản thù lao tôi mong mỏi chỉ là một bữa, một chén nước cơm cho con uống. Chúng không còn sức để nhai và nuốt vật cứng nữa. Một ông giới chức hất hàm hỏi tôi, trước kia anh làm nghề gì? Dĩ nhiên, việc đi cải tạo không phải là một nghề, mà cũng không phải là việc đem ra khoe được. Tôi đành khai, thưa ông, tôi làm bác sĩ. Biết chích không? Dạ biết. Thế là tôi biến thành thầy 2 chích dạo. Bà vợ ông giới chích bị bệnh đại đường,
ông đem theo một sách thuốc cần thiết cho bà. Những thiệu thầy hay chích đường lên, bà nằm mê man từ 2 ngày nay. Tôi được đưa vào khoang để chích insulin cho bà. Bữa đó không những có được chén nước cơm, mà trong cà men còn thêm được một miếng thịt, được dinh dưỡng. Vợ và 2 đứa con cũng tỉnh táo hơn. Chiều hôm đó tôi lại có thêm một thân chủ, gia đình một người Trung Hoa, nhờ tôi chăm sóc cho gia đình, chăm sóc cho 2 đứa bị cảm nặng. Họ tạ thầy một hộp Sumaco, khiến bữa ăn chiều của tôi có thể nói là thịnh soạn. Cà men cơm đầy với cả hộp, giúp Phượng đủ sức ngồi dậy săn sóc con. 2 đứa con vẫn đuổi, nhưng nhờ được uống nước cơm nên không để nổi bị lạc đi như hôm trước nữa. Sáng hôm sau, tôi trở lại chích cho bà giới chích, nhờ insulin làm tan đường. Bà đã ngồi dậy được, tỉnh táo hơn, uy tín của tôi gia tăng nhanh chóng. Số thân chủ cũng gia tăng vì sau 5 ngày ngồi bỏ rò phơi nắng, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy mệt đuổi đau nhức, nhiều người sốt cảm và ho. Nỗi khổ tâm của tôi là trị bệnh không dược liệu, đem kinh nghiệm 14 tháng giúp bạn tu trị bệnh bằng phương pháp kháng bệnh. Tôi chỉ dẫn mọi người cách hô hấp, cách tập trung tư tưởng để tự kỷ ám thị. Nhờ hành nghề bác sĩ, khẩu phần của gia đình tôi trở nên sung túc hơn rất nhiều. Mỗi gia đình vượt biển đều có thuộc theo một vài thứ thực phẩm khô. Họ chia cho tôi một ít để thù lao cho bác sĩ. Đến ngày thứ 7, nhờ được ăn no hơn, vợ tôi đã bình phục và 2 đứa con cùng tỉnh táo. Trưa hôm ấy, chúng tôi sự cố chiếc áo mái nhà của tôi bị gió biển cuốn đi. Vợ tôi lục dò tìm cái khác ra căn liều. Lần này tôi có ý cột kỳ tới áo vào thành tàu. Tối hôm đó đang gục đầu trong thể ngủ ngồi, tôi nghe như một biển chuyện lớn đang xảy ra. Giật mình tôi thức dậy trong tiếng reo hò của mọi người. Tới rồi, thấy đất rồi, cảm ơn trời Phật. Chuyện đi quá dài nhưng rồi cục đến. Dòng quát của một giới chức ngồi cả xuống, chạy tới chạy lui mất thăng bằng, lật tàu chạy cả đảm bây giờ. Mọi người ngoan ngoãn ngồi trở xuống, những tiếng ồn ào vẫn không ngớt. Người ta bàn tán chắc là Mã Lai. Có lẽ như vậy vì nó là hòn đảo, chữ Thái Lan thì đã thấy lục địa, không chừng Nam Dương, rất có thể là Úc. Vợ tôi nắm tay tôi bóp mạnh, tôi nghe như những mừng vui của Phượng đang được truyền sang tâm hồn tôi. Mà không cần một lời nói, mọi người mừng vì chuyện hải hành 8 ngày đã đến đích. Cuộc hành trình của riêng tôi và Phượng đã kéo dài gần 4 năm, mà một ngày là một cơn ác mộng bất tận cho cả 2 chúng tôi. Cũng đang chậm nhất với chuyến đi này, nỗi mừng của chúng tôi vì vậy mà to lớn hơn tất cả. Chúng tôi mừng đến không nói được nên lời, không hò reo được như mọi người. Tôi ngồi yên không buồn chồm lên nhìn hòn đảo mà tàu đang tiến vào nửa. Niềm vui của tôi đã quá đầy từ ngày bước chân xuống tàu, rời bỏ quê hương địa ngục. Trên những bằng chứng xác nhận tình yêu tuyệt vời của Phường đối với tôi, không một người bạn đồng thuyền nào thỏa mãn bằng tôi. Ông bạn ngồi cạnh gợi chuyện, hình như hòn đảo nhỏ quả vâng. Tôi lơ đạt đáp, không chắc đã có người trên đảo. Vâng, mùi tàu vẫn hướng vào hòn đảo cô đơn, trong khi niềm lạc quan trên tàu lặn xuống. Khoảng cách thu ngắn dần, làm mọi người thấy rõ kích thước nhỏ bé của hải đảo. Nhưng giữa khoảng ngàn trùng của đại dương nhấp nhô, hòn đảo kia vẫn là đất.
vẫn bảo đảm vững vàng hơn nữa. Nó cũng lớn tối thiểu bằng 20 lần con tàu dài 15 thước, rộng 3 thước, với 140 người trong lòng tàu. Đa số góp ý kiến nên ngừng lại đạp. Biết đâu bờ bên kia lại không có một làng chài lưỡi, ghé nghỉ ngơi một ngày, đi lại cho giãn gân, ngồi bỏ gối mài mọi quả, có thể tìm nước ngọt, đánh cá, tăng thêm thực phẩm trước khi tiếp tục đi nữa. Cuối cùng, những giới chức trên tàu quyết định cho tàu chạy một vòng quanh đảo để quan sát trước. Và đó là quyết định cuối cùng của họ. Với tư cách chỉ huy chiếc tiểu hàm tự thần, mới chạy được nửa vòng đảo, tàu chạm đạn ngầm vỡ đẩy, lực nghiêng qua 30 độ, hướng văn từ thành tàu bên này sang thành tàu bên kia. Thằng Vinh rơi tọt xuống biển. Trên đà nghiêng của con tàu, tôi nhảy xuống biển để vừa kịp nắm tay đứa con. Theo nó ngụp vào một đợt sóng lớn, sóng đưa tôi và thằng Vinh vào gần bờ. Và do đó tôi trở thành người đầu tiên đặt chân lên hòn đảo san hô thê lương này, sau này biến thành nơi gửi xác của nhiều người trong chúng tôi. Việc làm đầu tiên của tôi là tôi và thằng Vinh đưa lên cao để vợ tôi nhìn thấy mà yên lòng. Cách bờ khoảng 15 thước, mọi người nhộn nhão, tiếng kêu khóc thật là thê thảm. Nhiều người nhảy xuống nước, chạy vào bờ. Sau khi bị vợ đẩy, con tàu mắc cạn đang từ từ trở lại thể thăng bằng, mặc dù vẫn còn hơi nghiêng. Những người trên tàu không để nổi, phải bám đứng vào thành tàu để khỏi rơi xuống biển nữa. Nhờ người coi giùm thằng Vinh, tôi lội xuống nước, trở ra mạn tàu, đưa con gái vào và xách gọi hành lý khiêm tốn của chúng tôi, rồi dắt Phượng lên đảo. Nhiều người khác cũng làm y như chúng tôi. Họ lìa bỏ con tàu mà không cần biết là đi đâu, nhắm mắt đưa chân như 8 ngày trước rời bỏ quê hương Việt Nam. Đó là sai lầm của chúng tôi. Hòn đảo san hô khô cằn lợt chợt không nhung nạp chúng tôi. Tìm được một chỗ bằng phẳng để ngồi xuống cũng đã khó, chứ chưa nói đến việc ngả lưng. Sau gần một tiếng đồng hồ loay hoay tìm kiếm, tôi chọn được một hốc đá tương đối rộng rãi để định cư. Cái áo làm mái nhà đổi vai trò trở thành tấm chiếu cho hai con nhỏ. Đâu đi quả ba ơi, đứa con gái nhăn nhỏ nói. Tôi biểu nó ngồi trên bọc quần áo rồi bảo Phượng, em ở đây với hai con, anh đi quanh tìm xem có con ốc con sò nào không. Tôi ngờ mình là người nhanh chân trong việc đi tìm kiếm, nhưng hơn chục người khác cũng đã lom khom trong cả hốc đá tìm kiếm như tôi. Cái may của tôi là trong một kẹt đá nhỏ, tôi chụp được hai con tôm hùm khá to, mỗi con khoảng 2 kỷ. Phường reo mừng, đồ biển sẵn thế này là không phải lo đói nữa. Phường lầm mà tôi cũng lầm. Đồ biển không sẵn như chúng tôi tưởng, hoặc ít ra thì đó cũng không phải là nguồn thực phẩm đủ cung cấp cho 140 người đang đói khát. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại quý thính giả trong phần 2 tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.